phái Nam Tông, cho nên cái việc ma chay chôn cất rất là được chú trọng. Đến người chết thì họ quan niệm là chết không phải là mất đi, mà là chết là về với thế giới bên kia, nơi đó linh hồn sẽ bất tử. Cho nên là khi mà người chết họ sẽ tiến hành cái quả thiêu, và sau khi mà xác được liệm thì họ sẽ được chở đi qua 3 vòng theo chiều hướng ngược kim đồng hồ tại cái nơi mà chuẩn bị thiêu, với quan niệm là báo hiệu là người này đã về với thế giới âm. Và sau đó thì cái mộ mới cắt thì mới chôn thì sẽ được cắt một cái túp lều như thế này, và đến ngày giỗ tỵ kỵ gia đình lễ sinh đăng ta thì họ sẽ mời thầy cúng đến để tụng kinh và cầu nguyện cho người chết. Dạ, còn về lễ cưới thì người Khmer cũng được tiến hành theo 3 bước như là làm mối, dạm hỏi và tiến hành lễ cưới. Và hiện nay họ vẫn giữ được cái tục là đưa rể sang nhà gái, và sau khi tiến hành lễ cưới xong thì sẽ thỏa thuận giữa hai vợ chồng là sẽ ra viên hay là ở đó. Dạ, thì đây là một số những cái hình ảnh trong cái lễ cưới của người Khmer. Và đây là trang phục. Trang phục truyền thống của người Khmer thì phụ nữ sẽ mặc áo thầm vông và có cái khăn rằn, còn vặn váy, còn một số thì sẽ có những cái bộ đồ hiện đại hơn. Vì do hiện nay thì họ người Khmer thì sống với người Kinh rất nhiều, cho nên trong cái trang phục cưới họ cũng có thể mặc sa ghê, nam thì mặc áo vét. Và những cái bộ đồ này thì sẽ được sử dụng trong những cái ngày lễ Tết cổ truyền của người Khmer. Dạ, tiếp theo thì xin mời quý bà chúng ta di chuyển theo em để xem những cái gian trưng bày về tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào Khmer. Thì đồng bào Khmer theo Phật giáo tiểu thừa hệ phái Nam Tông, cho nên trong các ngôi chùa của người Khmer là chúng ta hay thấy là chỉ thờ duy nhất một tượng Phật, đó là Phật Thích Ca. Và các tín đồ của người Khmer thì mặc định họ sinh ra là sẽ theo Phật giáo tiểu thừa hệ phái Nam Tông, cho nên họ sẽ làm cái lễ gọi là cái lễ xuất gia để tu báo hiếu. Và giới thiệu với các bạn dưới quy đoàn đây là cái bộ sưu tập là kinh Lá Buông. Hiện tại thì kinh Lá Buông đã ở đang lưu giữ nhiều nhất ở chùa Sai Thon, ở thị trấn Sai Thon. Và kinh Lá Buông thì được ghi nhận là những di sản văn hóa phi thực vật thể. Tiếp theo thì nếu như người Kinh đó là hay nổi bật với cái đờn ca đại tử thì người Khmer sẽ thay búi nhì kê. Thì đây là một cái loại hình biểu diễn nghệ thuật của đồng bào Khmer. Thì múa thì kê là một loại truyền thống, và khi mà múa thì kê thì biểu diễn thì người các nghệ nhân sẽ mặc hết với trang phục như thế này. Bên cạnh những cái ngày lễ lớn như lễ Choi Tu Nam Tơ Mây, lễ cúng trăng, lễ ấp bông bắp thì đồng bào Khmer còn có một cái lễ đó, lễ rất là nổi tiếng là đua bò bảy núi ạ. Đây là cảnh đua bò của đồng bào Khmer. Thì cái lễ đua bò thường sẽ diễn ra sau cái ngày lễ sinh đôn ta, và thường là tổ chức ở huyện Tịnh Biên hoặc là Chi Tôn. Và trong cái nhạc cụ của đồng bào Khmer thì không thể nào thiếu được cái dàn nhạc ngũ âm. Thì dàn nhạc ngũ âm thường được sử dụng trong các cái dịp lễ hội như Tết cổ truyền. Và ngũ âm thì được có 5 loại là đồng, gỗ, sắt, da hơi, và được thể hiện từ 7 đến 9 loại nhạc khí khác nhau. Và cái dàn nhạc ngũ âm thì không thể nào thiếu được từ các buổi biểu diễn lớn nhỏ của đồng bào dân tộc Khmer. Dạ, thì em đã giới thiệu sơ lược về văn hóa của ba dân tộc như là trong Hoa Khmer. Thì sau đây thì xin mời quý đoàn chúng ta hãy di chuyển lên tầng trên để xem về âm hậu và quốc gia.